Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Kỹ năng và Giao bán số 1 thế giới. Mình là Hago đây. Và hôm nay chúng ta hãy tập làm quen với vị tướng Joker. Joker là một vị tướng xạ thủ không ngại va chạm với các vị tướng xạ thủ thuần nam vật lý. Và ngay cả những xạ thủ hệ đa này cũng không thể nào gây khó khăn cho anh ta được. Như anh em có thực sự biết cách tối ưu hóa điểm mạnh của chất tướng chưa? Vậy hãy cùng tôi thử landing với vị tướng Joker nha. Đây là một trận đấu mình sử dụng anh chàng DC này ở 1.300 điểm đỉnh cao. Và đối đầu bên kia chiến tuyến, rõ ràng rồi, đó chính là Violet cầm cho mình đó là ma chú và Emily đi rừng. Còn đây sẽ là bảng ngọc và lối lên trang bị ở cụ thể trận đấu này. Với việc đang sử dụng phù hiệu đó là luyện kim, đương nhiên nó sẽ thua xa hơn so với ma chú. Vậy nên farm và cấu rỉa luôn luôn là ưu tiên hàng đầu khi chơi vị tướng này. Ở những cấp độ đầu tiên của Joker, mình sẽ chủ động giữ khoảng cách, đẩy đường và lên cấp độ 2 sớm nhất có thể. Nhưng mà nếu chúng được chiêu một như trong pha này thì ok, cũng lãi. Violet tiếp tục lộ lên gọi là gây áp lực với cái ma chú của mình đúng không? Nhưng sau một vài hit đánh thường thì mình đã đạt cho mình cấp độ 2 và cái pha lộ lên như thế này chắc chắn sẽ là lỗ máu dành cho Violet. Nhưng hơi đen vì Sephira đã có mặt kịp thời, vậy nên mình đã mất đi một lượng máu ok, cũng là khá nhiều. Thực ra thì mình cũng không đánh giá cao những người chơi trợ thủ ôm ké ké AD như bạn Anet này. Thời gian đấy anh em cầm support có thể hỗ trợ rừng, cướp rừng hoặc là lấy tầm nhìn cho mid các thứ. Nhưng khi support mà ôm AD ấy, thì hãy đánh sao để cho đúng là 2-1. Tôi cùng với Anet băng trụ thành công và hạ gục Violet ngay trong thềm của trụ. Nhưng thôi rồi Vicky mình ơi, mạng thì có được nhưng quay trở về gặp đúng ông Rat đang bè đầu như thế này. Vì chưa một vào nội tại của Rat đã sử dụng là support của tôi rồi, vậy nên anh ta không có chiêu thức để gây áp lực nữa. Mình cầu máu đủ nhiều để cho Liliana ăn double kill. Có một số mẹo đi đường mà chắc chắn anh em không thể nào biết được, đó chính là con lính tà thần này. Lính tà thần đẩy đường rất mạnh, nhưng mà tuy nhiên thì nó chỉ có tác dụng đẩy đường tốt ở giai đoạn cuối trận. Nhưng ở đầu trận đấu, với việc sử dụng chất tướng mạnh như Joker, mình sẽ ngăn không cho Violet ra farm lính và để cho con lính tà thần này deny toàn bộ lính của bên mình. Như vậy thì xạ thủ sẽ cực kỳ thọt, nhất là một vị tướng xạ thủ rất cần đồ như Violet. Nhìn bản đồ nhỏ anh em cũng thấy rõ rồi, Sephira đang ở đường giữa. Vậy còn lý do gì để 2-1 mà không băng trụ? Ở pha này, sau khi con cáo bị con khỉ gõ đếm số thì mình cũng đã rất cố gắng để lấy lại điểm hạng gục. Nhưng mà chiêu 1 thì lại hụt mất. Thì rõ ràng rồi, chiêu định hướng mà, lúc hụt lúc không. Sephira cuống sử dụng chiêu 2 làm choáng như mình né thành công. Nhưng cái pha lặn chiêu cuối này thì thôi rồi vì kìa mình ơi, nế lụa. Và mặc dù trụ một đường rồng chưa mất, nhưng việc có lợi hơn về giai đoạn đi đường đem cho đội hình team mình một lợi thế, đó là xâm lăng vào khu vực rừng team địch. Emily cố gắng bật cho mình đó là cuồng bạo cướp, giảm sát thương thì cũng đáng kể đấy, nhưng bản thân mình cũng đã có khá nhiều đồ rồi và Emily bốc hơi. Một máu chết. Ok, ở pha này mình sẽ check bản đồ nhỏ một chút. Và trong thời gian đang check thì chiêu 3 của mình sẽ bấm liên tục, vì Rat và Ngộ Không đã lộ tầm nhìn ở mid và top. Vậy nên ở đây chỉ có khả năng cao là Emily và Violet, mà Violet thì đã lộ diện rồi. Vậy nên mình sẽ lấy thành công cái trụ 2 khu vực đường rồng này luôn. Sau cái pha giao tranh thua vừa rồi, mình nhận ra Ngộ Không vẫn chưa hề giao tranh. Vậy nên việc bấm chiêu 3 liên tục như thế này chắc chắn sẽ có tác dụng. Ngộ Không ngay khi vừa lộ diện bị làm choáng, đồng thời Joker miễn nhiễm hiệu khống chế và nhảy ngược ra sau, tạo lợi thế cho một pha double kill cực kỳ ngon lành. Thực ra thì ở cái đoạn này cũng khá là buồn cười anh em ạ. Mặc dù tôi ăn không thành công con khỉ, nhưng chính con khỉ lại giúp tôi đỡ được chiêu 2 của Rat. Đó gọi là tính toán hay hên nhỉ. Bởi vì rõ ràng ở giữa trận như thế này ăn một chiêu đấm chân không chắc chắn là nửa cây máu rồi. Và mặc dù Ngộ Không cố gắng bắt Lily, nhưng khi linh cầu đang găm trên người thế kia thì tầm nhìn bị lộ là điều tất yếu. Mình hạ gục thành công Sephira, đồng thời tốc biến lên bom cười và hạ gục nốt vị trí đó là Violet. Ở những trận đấu đối thủ có các con bài Ngộ Không, Aoi, Batman và Nakroth, hãy spam chiêu 3 liên tục cho tôi anh em nhé. Mặc dù vẫn có tỷ lệ không thành công như pha này, bởi bấm liên tục đi nữa thì vẫn có độ trễ 0,1 giây đúng không? Nhưng ít ra tỷ lệ sống sót của anh em trên Joker vẫn sẽ cao hơn mức bình thường khi bật sẵn chiêu 2. Trận đấu kết thúc ở đây. Vậy anh em nghĩ sao về Joker ở phiên bản hiện tại? Có đủ khả năng để đối chọi với các vị tướng sát thủ đang vật lý đang cực kỳ hot không? Bye bye mọi người.